make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Và buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tuyệt phẩm nhà phố hiện đại ngang 5m, đẹp xuất sắc số 1 quận Gò Vấp vào những ngày đầu năm 2024 nha quý vị. Một căn siêu phẩm nhà phố phải nói là đẹp như Thúy Kiều luôn. Căn nhà đẹp xuất sắc số 1 quận Gò Vấp nha anh chị. Ngang 5m cực kỳ rộng, sâu vào 15m, thiết kế trệt lửng 3 lầu. Hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Một căn nhà ngang to và rất là rộng, đường 8m thông, đường nhựa tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp, gần với công viên Làng Hoa. Đường thông nha quý vị, đường 8m, hai xe hơi tránh nhau thoải mái, có thể kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được. Đường rất là rộng, rất là to luôn. Và chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Đây là góc máy 0.5, một căn siêu phẩm nhà đẹp với diện tích vô cùng hiếm hoi tại quận Gò Vấp nha quý vị. Ngang 5, sâu vào 15m, thiết kế trệt lửng và 3 lầu theo phong cách nhà phố mới hiện đại cực kỳ sang luôn. Sẽ có 4 phòng ngủ, 6 vệ sinh, chúng ta có một phòng sông hơi, có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Đấy, căn nhà thì đang chào giá bán chỉ có hơn 10 tỷ đồng một tí xíu thôi. Phía dưới đáy ban công sẽ được ôm gạch nha quý vị, ôm gạch dưới đáy ban công và trang trí cây xanh, dàn cây khá là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc nha quý vị. Căn này là một căn nhà hot trend, mẫu quá là đẹp luôn. Chúng ta sẽ có 3 lớp cửa, một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài. Bên trong thì có cửa cuốn bót của Đức và một bộ cửa nhôm sinh pha 4 cánh. Hai bên tường thì sẽ được trang trí tủ giày dép và ốp gạch cao lên đụng trần. Đây là phía bên trong phòng gara ô tô, phòng khách. Anh chị nào có xe hơi thì chúng ta có thể dọn khu vực này để đậu xe hơi nhá. Ốp sàn gạch 1m, gạch Ấn Độ và tặng lại sofa. Có quạt hơi nước, tivi 65 inch, kệ tivi và trang trí tường dán giấy. Cũng như là trên thì chúng ta sẽ được bố trí thạch cao quá là đẹp, chạy led và đèn chùm. Căn nhà hướng chính nam, đông tứ trạch. Phải nói là đây là một căn siêu phẩm nhà phố 2024 sổ hồng riêng nha quý vị. Căn này thì nếu anh chị nào muốn xây cất những cái mẫu nhà đẹp đẳng cấp như này, chúng ta cũng có thể liên hệ trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng để được bên em tư vấn và thiết kế thi công nha anh chị. Gara này đậu thoải mái hai ô tô, ngang 5, sâu vào tới 15m, thiết kế quá đẹp, quá là sang. Đây, căn siêu phẩm nhà phố và sử dụng hệ thống công tắc điện thông minh, có thể điều khiển bằng điện thoại được, căn smart home, tắt điều khiển bằng điện thoại được nha quý vị. Đấy, căn nhà quá đẹp, quá sang luôn nha quý vị, hệ thống camera an ninh đầy đủ. Giá giao bán chỉ có 10 tỷ 750 triệu đồng thôi và vẫn còn thương lượng nha quý vị. Trang trí quá là đẹp, màu nón chuối cực kỳ sang luôn. Ở đây thì có trồng một cây phát tài núi này. Trên thì có đèn và đèn dọi. Phía bên đây thì chúng ta sẽ được bố trí ốp và đá nha quý vị. Ốp tranh đá quá là sang luôn.
Đấy, úp đá hoa cương. Quá là đẳng cấp nha anh chị. Ở dưới gầm cầu thang sẽ có tiểu cảnh chim có hoa lá gì đấy và trồng cây xanh. Cầu thang sẽ được ốp đá hoa cương sa mạc. Tay vịn gỗ sồi Nga và sử dụng lan can là sắt sơn trắng nha, đúc rộng 90 đóng xích sắt. Phía phòng bếp thì chúng ta sẽ được làm bộ tủ bếp gỗ An Cường và chạy led phía trên. Quá là đẹp luôn. Đẹp xuất sắc, đẹp quên cả đường đi lối về là có thật nha quý vị. Tặng bàn ăn 6 ghế, bộ tủ bếp gỗ An Cường đóng tây nóc. Bên này thì có dàn kệ chén bát inox 304, bếp điện tử máy hút mùi, tủ lạnh hai cánh và tường ốp đá hoa cương hay đá ong gì đấy, quá là sang luôn. Đấy, dàn tủ rượu, trang trí đồ lưu niệm. Phía trong này cũng ốp đá tường này, sơn nước rồi xong ốp đá nha, có toilet phía trong. Căn nhà thì thiết kế quá là đẹp, quá là đẳng cấp, đường thông 8m và đang được anh chị chủ nhà giao bán, chỉ có giá bán là 10 tỷ 750 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Quý vị nào quan tâm đến siêu phẩm nhà đẹp giá rẻ này, chúng ta chỉ gọi trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng nha. Căn nhà quá là đẳng cấp, quá là xịn sò, với mẫu thiết kế phải nói là vô cùng đặc sắc. Anh chị nào muốn xây cất hoặc là muốn tư vấn bên thiết kế, chúng ta cũng có thể liên hệ về tới bên em để được bên em hỗ trợ thi công xây dựng. Nhà quá là đẹp nha anh chị. Mẫu hot nhất năm nay. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian tầng lửng nha quý vị. Tầng lửng sẽ được bố trí làm không gian phòng tiếp khách. Trên này thì có cửa nhôm Simfa cách âm để chúng ta lắp phòng máy lạnh. Tặng lại sofa ra, dưới thì được ốp sàn gạch giá gỗ và có máy lạnh LG mới nha. Quá đẹp luôn. Có nhà vệ sinh ở tầng lửng luôn nha mọi người. Đây, nhà vệ sinh đây. Cửa kính ốp gạch cao lên đụng chân, vòi inox trắng và bồn cầu khối inox. Tặng một cái bức tranh và đá thành công dát vàng. Đây, quá đẹp luôn. Phía ngoài đây sẽ là không gian đọc sách, học bài cho anh chị. Ngang 5 sâu vào 15m, một cái diện tích vô cùng hiếm tại quận Gò Vấp nha. Và di chuyển lên khu vực lầu 1, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ 1-2. Căn nhà sẽ thiết kế quá là đẹp luôn. Tường bên hông sẽ được ốp đá trang trí nha quý vị. Đấy, ốp đá trang trí đây. Ốp lên tới nóc luôn. Dưới ốp sàn gạch giá gỗ 10 tỷ 750 triệu đồng. Căn nhà hẻm 8m thông, một căn nhà phố siêu phẩm. Đấy, có giường đệm, máy lạnh LG, tường trang trí dán giấy và ốp những cái phông nhựa chống nóng. Trang trí quá là đẹp nha quý vị. Cửa nhôm Simfa, ban công đúc 1m2, trồng cây xanh. Đấy, căn nhà quá đẹp luôn. Hướng chính nam nha. Mọi người xem video, nếu mà thích cái mẫu nhà này, chúng ta hãy thả like và bình luận xuống dưới video. Có thắc mắc nhận xét gì về căn nhà, chúng ta sẽ bình luận xuống dưới video. Bá Hưng sẽ trả lời 24/24. Nhận mọi gạch đá của anh chị. Đấy, anh chị chưa thoải mái bình luận nha. Ốp gạch cao đụng trần, vách kính này. Ngoài thì có gương led, bồn cầu khối làm bồn rửa mặt. Toilet rất là rộng luôn. Và nhà mình thì có giếng trời rửa cực kỳ mát nha quý vị. Đấy, giếng trời rửa rất là mát. Căn nhà thì cực kỳ thoáng. Phòng đằng sau này thì cũng có máy lạnh, giường đệm đầy đủ hết rồi. Full nội thất khoảng tầm 700-800 triệu đồng. Và nhà thì giao bán chỉ có 10 tỷ 750 triệu thôi. Một căn nhà phố ngang 5, dài 15m, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc. Gần công viên Làng Hoa. Ở đây thì di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất, chúng ta đi khoảng tầm 15 phút đồng hồ thôi. Phải là đẹp hết nước chấm luôn nha quý vị. Đẹp muốn rụng cả trứng luôn. Chúng ta cùng em tiến lên khu vực lầu 2. Này, muốn lắp thang máy thì lắp ở cái lỗ dưới trời sau nha. Mà thấp lầu, trệt lửng 3 lầu như này thì không cần thang máy cũng được. Để vậy cho thoáng nha anh chị. Lắp thang máy thì tôi hơi tốn diện tích và hơi bí. Đây là phòng ngủ số 3 này. Ốp sàn gạch, giá gỗ, giường đệm.
Phòng khá là to. Máy lạnh giống như bên dưới cả. Căn nhà phố siêu đẹp, siêu xuất sắc. Ngay tại trục đường chính Lê Văn Thọ, phường 9 Gò Vấp, đường thông 8m nha quý vị. Đây có một cái cây phát tài núi khá là lớn nha. Phía ngoài thì có trồng dây leo, cây xanh ra phủ kín luôn. Căn nhà phố quá là đẹp, trên thì ốp gạch. Ốp gạch nha quý vị, ốp gạch bền hơn ốp nhựa. Ban công đúc 1m2, đúc toàn bộ mặt tiền. Nhà có cái bề ngang khá là rộng luôn, ngang 5m. Bề ngang vô cùng hiếm và đẹp. Đấy, căn nhà thì nội thất quá là sang rồi, chỉ chờ quý vị đến mua và sở hữu em nó thôi. Giá giao bán bây giờ chỉ có 10 tỷ 750 triệu, trước đó thì chủ giao 11 tỷ rưỡi, giảm gần 1 tỷ rồi. Phía bên đây sẽ là phòng số 4. Phòng này thì chủ nhà đang bố trí làm khu vực phòng xông hơi, chạy bộ. Gia đình nào nếu mà ở 4 phòng thì chúng ta có thể bố trí lại là phòng ngủ được nha. Đây thì có đặt một cái phòng xông hơi ướt và máy chạy bộ ở đây, có máy lạnh đầy đủ hết rồi. Gia đình nào nếu mà chúng ta ở đông thì có thể làm lại phòng ngủ được. Có nhà vệ sinh ở đây luôn. Căn nhà với giá bán thì rất là hợp lý rồi. Nhà đẹp, thiết kế mẫu mới hot nhất năm 2024. Và mẫu này thì cũng đông anh chị muốn sở hữu, cũng đông anh chị muốn xây cất. Nên là nếu mà chúng ta cảm thấy thích cái mẫu nhà này, hãy liên hệ trực tiếp về tới bên em Hưng hoặc là liên hệ bên Zalo, Facebook cũng được. Số hai số này thì tìm kiếm cũng có mà. Để bên em tư vấn thiết kế xây dựng những cái mẫu nhà đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Lầu 3 chúng ta sẽ đến với không gian sân thượng và phòng thờ, phòng giặt phơi đồ. Ở đây thì chủ nhà trên thì được làm đúc hết luôn. Đấy, ốp trang trí những cái tấm nhựa đời mới. Và dưới thì có một cái bộ bàn ghế hình như bằng thép chống rỉ nhá. Có xích đu, trồng dàn cây xanh. Quá là mát luôn nha quý vị. Đấy. Dàn cây xanh, đèn đuốc, lên đèn thì quá là rực rỡ luôn. Lên đây ngồi vui chơi cuối tuần cực kỳ chill, cực kỳ đẹp. Đấy, uống cà phê lên đây ok nhá. Với một căn nhà phố siêu phẩm, giá bán chỉ có 10 tỷ 750 triệu đồng thôi. Đây sẽ là không gian phòng thờ. Phòng thờ của anh chị thì toàn bộ là gỗ gò đỏ hết nhá. Đấy, kệ tủ thờ gỗ gò đỏ. Quá là ok luôn. Phía đường sau sẽ là khu vực phòng giặt sân phơi. Ở khu vực phòng giặt sân phơi thì cũng có một cái bộ tủ bếp trồng cây xanh. Trên thì có làm mái đầy đủ hết rồi. Khung sắt, có cầu thang di chuyển ở trên. Hệ thống phơi quần áo quá là đẳng cấp luôn. Trên thì có máy nước nóng, năng lượng mặt trời nha quý vị. Máy lạnh, máy giặt đời mới. Bộ tủ bếp này chúng ta nấu ăn trên này cũng được, có bếp rồi. Trên leo lên trên sẽ là khoảng sân thượng, có máy nước nóng trên đó. Đấy, máy lạnh đời mới xịn nha anh chị. Đấy. Bên này thì có cái dàn phơi quần áo. Video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.